ấy là kiếp lang băm. Bệnh nhân đến khám phán điều lung tung, khó khăn ta cũng tính liều mình. À, tại sao con biết hát văn đấy? Hát cũng nhỏ thôi, hàng xóm mà nghe thấy lộ hết. Không biết cái gì, im mà lấy thuốc đi. Người ta hát cho mà nghe cho đỡ chán. Cái bệnh này thì là những bệnh gì đây, không biết đây. Khó khăn âu cũng tính nhiều, chiều nay có khách biết có điều gì đây. Nào bệnh gan loài trí dạ dày. Ngày đấy mình cũng biết sáng tác phết đấy, thấy mà đau bụng một cười cả. Cái cò hát văn đến được đấy, mình ngấm rồi. Cháu mày thành tính cho tao đi hát văn, cháu lại kiếm ngon hơn cái này đấy. Này cứ ném tiền vào mặt đấy, không thấy thích đấy. Hát văn là cái nhìn thấy ai đi mối này, ai người ta gọi mà đòi kiếm được tiền đấy. Mày Thanh thấy không, thật sự là nghe cái nhạc hát văn này là kéo là ngọng mình lại còn có lộ thêm đấy. Ơi ai đây, có hỏi thăm đây phải nhà thầy Lang Ai không nhở? Đúng rồi. Thế vào đi, thế mà đúng nhà thật ư? Có khách rồi, đã bảo rồi mà vừa nói xong mồm. Nghe cái hát văn này là tốt lộc lắm, mình cứ mở ra cái gì ra là anh chị ơi, đây đây, cứ đi lên đây, không chở chó má gì đâu, nhốt hết rồi. Thế thầy có chữa được cái bệnh yếu yếu hay không? Cái bệnh yếu vợ ấy là cái bệnh biết cái bệnh đấy rồi, bệnh đấy ở trên mình nó gọi là cái bệnh oan tà là văn, hiểu không? Hay thế cơ. Ồ, đấy cái bệnh đấy là, nhưng mà hỏi cái biểu hiện là một tháng nó dùng được mấy lần cái đấy? À, tháng cũng được khoảng 30 lần đấy. Cái người kinh này cũng là buồn cười. Đấy là khỏe rồi đấy, sức khỏe sung sức đấy. Mình đây này, tuổi này rồi mà thật sự là tuần được một cái thôi. Đấy là còn bốc thuốc là còn được thế đấy, không phải lo cái đấy mình. Ở dưới xuôi nó khỏe lắm, nó không như thế này đâu. Ừ, tao biết mà, ở dưới ăn ngon mặc đẹp tao biết rồi. Ăn chung chữ mọc trướng là thích là liên tục cơ. Nhưng mà cứ yên tâm, thế thì tí nữa tao bốc lấn cho mày cái thuốc đấy vào. Thế khỏe hơn không? Khỏe chưa, cái đấy đâu, ôi mày có thể khi là mày vừa làm xong mày này lại muốn làm nữa. Này không bị yên tâm đâu, mày lên gặp tao á thì gấp 10 lần cái cho kém 1 giờ đấy, mà lúc nào cũng dựng cờ liên tục. Ôi, ghê ghê thế thầy, thịt lắm, mày cứ yên tâm đi. Thế thầy phải thật thầy bốc luôn đấy, bốc luôn. Thế này thì vợ mày á còn chơi mới đòi lại một lần nữa. Thế mày có biết là cái vừa rồi đấy, mấy cái thằng lợn cảm mới lại đánh giống bò giống trâu đấy, nó cũng bảo là trâu bò nó yếu đấy, tao đến đây tao bốc cho cái á, nó thu nhập cao lắm, nghe nó đánh mấy lần đấy một con đấy. Thế mày xem cái biểu hiện của cái bệnh trĩ bệnh dạ dày đấy thế nào để tao ấy cho. Bệnh trĩ đấy đi ngoài là ta nhiều máu tươi lắm, ngày nào nó cũng ra nhiều máu tươi lắm. Thế thì không phải lo, ra đây tao cho mày cái Kotex Shortina gì đấy, có cánh đấy, thì về mày dán. Đâu đấy, tao gói ở trong này rồi, mang về đút vào cái chỗ đúng quần của vợ mày ấy, thế là nó khỏe đấy. Thế thì giờ lấy mấy thang để tao bốc cho. Thì thuốc tốt thì thầy cứ bốc cho em 5 thang 6 thang thì cũng được. Không phải lo đâu, tao cứ bốc cho mày khoảng 10 thang đấy thì cái thuốc trí thì tao bốc cho. Thì còn những cái thuốc gì không? Còn những bệnh thầy gì bốc không? Cẩn thận nhá, không bốc nhầm đấy. Nhầm thế nào được, người ta làm bao nhiêu lâu nay lại nhầm thế nào được mà nhầm chứ. Trước uống thuốc của cái thầy bên kia về uống xong buồn nôn lắm. Ôi, không phải lo. Nôn thì giữ làm cái gì, cứ nôn bỏ đi. Mày không đọc cái biển quảng cáo đây à? Thuốc nam là nó giống nhau cả thôi, chữa bệnh bệnh đấy, không phải chữa. Thuốc của thầy sao lại có cả lá chuối đấy kia? Ủa đấy không, đây là lá chuối rừng, lá chuối thuốc đấy, chữa bệnh đi ỉa đấy, tiêu chảy đấy.
đây là vị thuốc này không thiếu được đâu, bởi vì là tao chữa cho lợn này, gà này, trâu bò trước là nó uống vào cái là nó khỏi tịt luôn, không ỉa được cả một tuần đấy. Không hiểu lắm. Mày yên tâm đi. Tốt quá, thuốc tốt quá. Ừ, tao bóc cho mày khoảng 10 thang gì đấy thì... Nhưng mà bị đi ỉa là cũng vẫn phải uống cái lá này thêm đấy. Thế nào cho uống cả lá chuối à? Chỉ đã bảo là nãy là bị đi ỉa liên quan đến chảy máu đít rồi, là cứ phải cái gì. Không tin thì lên đây bốc làm cái gì. Nếu mà về thôi, mà thời gói đi nhanh như thế còn về không muộn quá rồi. Về mà ấy nhá, về mà có cái công hiệu thì cứ ấy nhá, giới thiệu khách cho lên đây bốc thuốc cho chuẩn lắm. Mời Thanh xem gói có đủ thuốc ở trong kia chưa thì mang ra đây để đưa luôn cho người ta, người ta còn về chứ. Ở đây đây tao cắt cho mày 10 thang đấy thì về cứ thế mà uống thôi theo tao dặn. Đủ 10 thang chưa đấy? Đủ rồi đấy. Cái mày Thanh gói ở trong kia nữa đó mà. Thế bao tiền để gửi cho để về đây? Thôi tao lấy cái tâm thôi, làm phúc thôi thì mày cứ đưa 500 đây 10 thang đấy. Thì rồi thế đem ra đây. Chào thầy đây. Ừ, đấy. Thôi đi chào thầy nhá. Ờ thì xem ở dưới đấy mà có ai bị thế nào thì cứ giới thiệu lên đây tao lấy cho nhá. Rồi, dưới đấy nhiều người bệnh lắm, thầy cứ chưa tốt thì đây giới thiệu cho. Ừ, cái người ta hay lấy thuốc chặt chém lắm đấy. Ở đây người ta lấy theo đúng cái tâm của mình. Rồi, cảm ơn thầy nhá. Ờ, về nhá. Xong nếu mà ấy lần sau lại đến bốc thuốc cho. Đúng là mày tưởng là mày Hà Nội à? Còn quê lắm. Thôi rồi còn cứ ấy đi. Bây giờ nói xuống thế nó không khó ra lắm. Khó ra bệnh nó cứ xem cái đặt cái... Đây đây thầy ơi. Thầy còn thầy còn ấy chứ. Nhà ngươi quạt trần cho tỉ, nhà ngươi quạt trần cho lại, nhà ngươi thì nòm họ chẳng mặt lắm. Thế là thế này nhá. Đây là tiền hành sai sao này trong cái bọc giấy thế. Không, tiền bọc ở trong giấy này ạ. Cẩn thận thế vợ chồng này. Đúng là địa linh nhân kiệt có khác mình nói cũng linh cơ. Địa linh nhân kiệt là gì hả thầy ơi? Trời ơi vợ chồng này không có được hiểu biết gì. Địa linh nhân kiệt là địa là đất, linh là cái đất này là rất là linh như này. Đến gặp thầy là thầy chữa được, nghe nào chưa? Còn nhân là tức là con người. Kiệt đấy là cái toàn cái bọn nghiệt kiệt thôi. Có mỗi một tờ này đẩy xem cái nọ cái kia. Thế thì xem thế nào được hết được. Thầy thấy ít à? Không phải ít nhưng mà thấy nó không giống cái tiền bây giờ mấy. Cái tiền bây giờ nó khác. Thế thầy đổi thầy tờ khác nhá. Chả có nhé này. Đổi tờ khác. Thấy mình mù thế này nó lại đi lừa mình. À đây đổi tờ khác rồi đây. Mà đừng để thầy giận là thầy không chúc cho đâu. Lần này tiền thật đấy không giận được đâu. Không thôi được, đấy thì đấy nó không cái gì nó không phải trúng trống một tí cái đồng tiền về. Có khi là nhờ con nó xem hộ ra xem có phải tiền không thì nó còn bảo đúng bố ạ. Thế mình còn phấn khởi. Về nó lên bảo cái toàn cái dây vệ sinh như hiểu cái gì còn phải ra cái gì không gì. Đấy, hôm trước là mẹ thầy cũng bị lừa rồi đấy. Thế được rồi, đây để thầy nói nốt cho. Cái chuyện vợ chồng không có con đấy thì nó cũng nhiều vấn đề. Nhưng mà gặp thầy thì thầy mách cho là ở cái con vợ này này. Ở đây là mới chỉ là xem thôi, còn phải làm lễ nó phức tạp lắm. Thì cứ cố gắng là một tuần cho vợ nó lên với thầy lấy một lần đấy. Nhưng mà nhớ là đưa nó lên vào cái buổi đêm ấy nhá, chứ còn ban ngày là thầy vẫn phải đi cúng bái nó bận mệt lắm. Là giờ đêm cả. Phải đêm thầy mới có ở nhà. Đấy thì lúc ấy cho vợ nó lên cũng không cần phải đi cùng đâu. Đi cùng là bởi vì là cái đấy nó nhiều cái nó không thể làm cái phép của thầy nó không linh được. Rồi nhá, đấy cố gắng thế. Phép gì mà phải làm đêm hả thầy? Hỏi thế thì nó lộ mất gì. Thuốc phải chữa ban đêm. Cái đấy gọi là để mà cái ra được cái con nó ngoan ấy, nó khôn lớn mạnh khỏe đấy thì nó phải vào đêm thì mới làm cái bùa phép đấy được.
Thế bây giờ đổi cho chồng con lên thầy làm phép cho chồng con được không? Trời ơi, đang nói là cái thằng này là nó không biết cái giỏ giốc như thế nào để mà trùng cái thuốc đấy, hiểu không? Đấy, chỉ có thầy mới nói được là cái giỏ giốc là thế nào là giỏ hoàng đạo để mình đâm cho nó đến cái đạo. Đấy, mình nói là như thế. Yên tâm đi. Thậm chí là con thì sao, nó còn giỏi ra, nó còn giống thầy đấy cơ. Hôm nay hai vợ chồng gặp thầy đấy là cũng là cái căn duyên đấy. Sao thầy lại nói thế? Đây, căn duyên là như thế này là vừa tối hôm qua đấy, cái chỗ vợ của anh đấy là tôi cũng vừa ngủ mê là gặp vợ anh ở trong mơ. Đấy. Sao thầy lại mơ được thế nào? Ôi, đây, để thầy kể cho. Cái giấc mơ hôm qua nó thật sự nó buồn cười lắm. Hôm qua là tự nhiên thế nào mà thầy lại gặp cái vợ của anh đấy. Ôi, tự nhiên thế nào ướt hết cả quần. Thầy liên thuyết vơ và vơ vẩn. Để thầy nói nốt vơ vẩn là thế nào. Đây này, thầy ngủ mê thấy vợ của con ấy là tự nhiên ướt quần, là nó cầm cái chậu nước nó hất vào quần của thầy. Thế sao không nói sớm? Chỉ đáng để nói dở này, quan cho thầy lắm đấy. Thế là thật sự là lần sau là thế là vô phép với thầy đấy nhá. Rồi thế tôi xin lỗi thầy nhá. Còn nhớ phải ấy còn cố gắng là cái chuyện chồng con đấy, lo cho nó hạnh phúc gia đình nhá. Rồi. Còn ai không? Chắc là cũng muộn rồi đấy. Thôi nhưng mà thôi, thế là cũng kiếm được đủ cái tiền ra tiền vào rồi. Có khi từ sau là mình lại cứ đi làm cái nghề thầy bói này lại ngoan hơn cái trò lăng băm đấy anh ạ. Đánh giống đi. Có ai đánh giống không? Đánh giống luôn đi. Chiều. Có đánh giống không chị ơi? Cô. Lượn đây. Đánh giống đi. Lượn đẹp đấy. Thôi nha, mày cứ gì mà máu thế. Đã có gái đâu mà cứ mày cứ từ thôi chứ. Ôi cái con này mày cứ ít mày. Đấy, từ thôi, không phải nhà đấy không có cái gì đâu. Cái con này mày từ thôi. Đợi tao mày. Từ thôi, đợi tao mày. Đi. Nào, từ thôi. Đợi thôi. Chị ơi, có đánh giống không? Ôi, khổ lắm, không có đâu. Bây giờ chưa có ai đuổi giống đâu mà. Giao mái từ sáng đến giờ rồi. Mệt lắm, chỉ có tao với mày mới lấy cái cuộc đời này thôi. Đấy, đi sang bên kia để xem có ai đuổi giống không, để mình còn nhảy cho nó một cái chứ. Từ sáng đến giờ chưa được cái nào, biết là mày cũng chung trước đấy. Mày có cái sức khỏe này là tao thấy thích lắm. Giá như tao cũng có cái sức khỏe như mày thế này thì có phải vợ tao nó không, tao không phải lo là nó đi xuống dưới kia là nó theo người ta không. Thôi đi đường này cơm à. Bên này chứ. Đấy, đúng rồi đấy, cứ thế thẳng tiến đi rồi. Đây, lên đường. Đánh giống luôn đi. Ôi trời ơi, không phải đây nữa. Chị ơi, có đánh giống không? Thôi, anh chị ơi. Cái gì đây? Anh có đánh giống luôn không? Có chứ, mà đi đánh giống luôn thì đáng chẳng quá được còn gì nữa. Trời ơi. Anh đánh cho cái. Nhưng mà đánh giống ở đâu, đánh luôn ở đây à? Anh ham mà ở đây làm gì có lợn mà đánh giống. Thế cái lần thế thì cứ đi vào cửa chuồng đi xem mình chọn lợn vào mình đánh cho. Đây bên này cơ mà, đấy ở của bên này cơ mà. Đấy, đi sang đây có được một cái rồi, thì sáng giờ mới được một cái đấy. Như này kiểu gì kiểu hôm nay là mày cũng ngoan hơn tao rồi. Chưa, cửa chuồng nghe chưa? Giống lợn của anh là giống lợn gì đây? Giống lợn xịn đấy. Cứ nhìn xem. Ôi da cái con nó đẹp lắm.
Cô thế này cô. Đấy, đây 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 này, đây chỉ cho đây này. Xem thôi nhìn được rồi, không phải lại. Đấy, nhìn cái dáng của nó là cũng đã thấy chích rồi. Cái này nó thôi được rồi, anh mang vào đây. Thế thì ấy đi xem chỉ cứ cửa chuồng ra. Được rồi, anh cho lợn vào đây. Đấy, anh xem kiểu chuồng nha, đây đánh giống cho màu xem không phải thế. Đấy, đi vào trong kia. Vào trong kia để đánh giống thơ. Buồn cười thật đấy mày. Thế nào mà đến cái lúc được chén rồi thì lại không thích chén. Lại cứ ít mãi thôi. Người gì mà vô duyên chứ. À không phải là giống lợn chứ không phải là người. Mà ăn nói cũng phải nhỉ. Đừng có tục tằn tí. Thế là không được đâu. Đi vào đây. Đấy, đấy đi vào đây. Đi vào. Đây là bài giả chứ không phải là cái bài đâu. Không phải là cái con nái đâu. Mày không biết cái gì. Đi vào trong kia kìa. Ôi. Ê, anh đi làm xem con lợn này sẽ làm được chưa nào. Đâu 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 xem nào. Đấy bảo cởi chuồng ra đi. Đây. Tách xuống mấy ngày hôm nay là con nó đang ơi mới hôm nay rồi. Nhưng mà cô có theo dõi cái mẩy của nó thế nào không? Nhưng mà cái mẩy mà nó siêu rồi á thì đấy lúc đấy đánh giống đánh ra cái là được thôi. Còn nó vẫn đỏ đỏ đấy là vẫn chưa đoài đâu. Đấy. Thì đây tôi nói là cái con vượt đấy thì nó cũng giống cái con người thôi. Đoài nhưng mà có con người là nó hơi khác một tí là cứ được giống nó vẫn đoài thôi. Nhưng mà cái lợn thì được giống là nó thôi. Đấy thế để tao vào đây xem cho. Đây xem. Thế đây mà bảo là chịu rồi. Ôi. Kéo lại mất công tôi đấy. Kiếm nó còn đấy lắm. Còn chưa có hiện tượng gì để mà đòi giống đâu. Thế này mà cái con này nó cũng bé. Con muốn đánh gì cũng phải đánh cái con ở nhà kia. Con lợn nãy của tôi đấy là cái lợn đu đấy. Lợn mí đấy. Cô cho cô xem hai cái quả cà của nó rồi đấy. Tốt lắm cái giống lợn đấy thì cô cứ yên tâm đi. Thôi anh đi ra cho đám cửa chuồng thôi. Nếu mà nó chưa lên giống thì mai mang nó quay lại. Anh mang con một giống thật đẹp và lại đây. Nếu mà được thì hướng sau để tôi lại gọi. Đấy cái yên tâm đấy. Tôi nói là cái giống lợn của tôi thì tốt lắm. Nó ra con sai lắm. Bởi vì là nó lại con Mỹ đấy. Tốt lắm đấy. Thôi chỉ lúc nào đuổi hẳn thì mới gọi, không có mất công lắm. Từ cái bản dắt cái con lợn xuống là nó cũng xa xôi đấy. Phải trả tiền thêm đấy. Không rồi có... anh cứ yên tâm, giống mà đẹp thì tôi cũng tiết tiền. Nhưng mà cái lợn này mà bảo đòi giống chỉ có người đòi giống thì đòi thôi. Anh chỉ được cái vậy tạ linh tinh là tạ. Đấy là thôi thế mình về đây. Bây giờ hôm nay không đánh được thì số mày cũng đi ăn thôi, từ trắng giờ. Anh về mai ngày kia rồi tôi gọi nhá. Rồi thế thì nhớ lúc nào đòi giống thì cứ gọi tôi lên tôi đánh cho.